trời ngon quá. Ngon quá. Đừng vô làm. Té đi là cứ cắn vô là đừng có nghĩ vậy. Làm đi. Té đi. Chỉnh chưa, chưa chỉnh. Chỉnh rồi, chỉnh rồi. Tại cái da nó dai, em nói chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Chỉnh rồi. Nhà nướng nãy giờ. Ăn gì nó ngon. Xéo. Trời ơi, ủ. Chính rồi đó. Tại con rùa nó dai. Rùa dèo quá. Thử miếng. Trời nó ngon. Đi nướng lại rồi. Thằng ơi. Ủa mà đậu bổ mà. Có muối rồi, có muối rồi. Chấm chấm hết ngon. Chịu lâu ăn đi. Sao anh mời? Rùa nó sao? Ngon. Vị nó sao? Con rùa nướng cỡ này tại cái con rùa nó dai. Chính rồi. Nướng cỡ gì mà không chín sao được. Ăn đi. Nướng mấy tiếng cái mà. Bộ lòng rồi, quất cái bộ lòng đi. Này Dương Long thử miếng rồi biết à. Ngon ha. Chín rồi. Nè, thử đi. Chấm ăn đi đừng có sợ. Quẹt cái miếng này nè, muối nè. Ăn đi. Rồi biết. Rồi, Henneken. Dễ sợ luôn. Ngon. Ngon ui. Hết sảy luôn á. Ăn đấy mùi. Không. Ngon không? Ăn nó sợ hội đen mà. Cái gì vậy nha? Ăn cái gì vậy? Lớp ăn hết luôn. Đi bộ được không? Chút nữa vậy. Mình mặc. Nó chín rồi đó. Đây, nó dai. Ờ, nướng nãy giờ mình tàn cục nướng luôn á. Sẽ ăn đi. Đi ăn đi tí. Dạ, tới xíu ăn. Mùi ăn đi mùi. Thôi, thử rồi. Có mà ăn đó. Ủa, nó qua ba liêm cái đùm ruột à. Lá mía nè. Chứ làm nồi với mạng. Làm đi. Thử coi. Ngon á. Thơm lắm. Cái đùm ruột à. Còn nóng nè, thơm. Giò nè. Nó chín rồi, nướng chịu. Nướng mà cái mù của nó nát hết luôn mà. Ừ, nó ngon cái thật bất kỳ mà ăn nó uống rồi tuyệt vời. Vô chút muối chút hai nha, vô vài con. Hết thảy. Tại mấy người không biết. Hết thảy luôn. Giấm quốc hả? Ừ, ngon quá. Quốc chứ. Giấm dạ, sáng đi cho làm. Tính ăn nhiều quá. Chín rồi. Em nói nướng cỡ đó là chín rồi. Nát cái mù luôn. Này nó lớn, nó gừng dài. Đồ đồ tốt. Mà quất cái mực với cái gàng nữa hả? Cái gàng nó nhìn tiếng măng hả? Tí xíu không ăn. Ngon bụ. Mà quất hả? Mực gàng rồi quất hả? Có đồ 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 lòng rồi. Nó đang nóng mà ăn ngon đi, ăn đi cho nó ngon. Bộ đồ lòng nữa. Nè, đây là đây là cái này là cái này là lưng nè, lưng giống như con bò vậy đó. Nè. Nè ăn đi. Nè, đây là thịt rùa. Nè mọi người, ăn lưng nữa. Thịt rùa. Ăn đồ nướng mà cái gì? Đi làm chưa? Thơm quá. Thơm quá. Ngon quá trời. Nếu mà nó mặn á, chấm miếng cái này là muối luôn á. Muối nó hơi mặn ha. Ngon quá. Mặn quá. Ngon ha. Ngon. Muối hơi mặn. Ngon quá trời luôn. Nướng từ lúc đó muối nhiều quá hơi mặn. Không dám ăn hả? Như làm gì dám rồi. Ấn phải không? Không sợ. Thịt nó ngon. Xong tại cái lớp sừng của nó chưa có. Nó chưa có chóc ra này. Không có sống đâu. Tại thịt nó đỏ vậy đó. Thịt nó đỏ. Nó chín rồi. Thịt nó đỏ vậy đó. Cái lớp sừng á mình không có. Cái lớp da của nó không có bong ra chú Sang. Lúc mình trụng con kia nó sống. Nướng cửa đó mà sao sống được. Từ đi lựa ra lựa. Quất vô lòng. Đó, nó chín rồi. Sống cái gì? Chính da nó đỏ, nó dai á, sống cái gì? Này cái gì? Bộ lòng, bộ tử, cái lưng. Cái da lưng á. Ông lòng chọc quá, cái da lưng không? Cái da lưng này nó... Chiều trường á, nó dai lắm. Ngon á, ăn đi. Cắn ăn luôn đi. Sợ gì? Rồi, không? Vậy chứ thịt ba ăn nó ngon. Ngon quá.
ngon quá. Ba triệu hả? Ăn bổ luôn á. Có gì chút nữa xíu là mình lên YouTube luôn nha. Này là hơn đại gia nữa ha chú Sang. Chú Sang đại gia Việt Nam ăn rùa không hết nè. Nướng nướng mà cái mù của nó bể nát hết luôn mà còn gì mà sống nổi nữa. Không, hôm bữa sầu lăng ăn ngon ghê luôn chứ. Nhớ không, con rùa bự á mà sầu lăng nó quất nó ngon ghê. Chấm ăn à. Hết phải không? Vô một cái đi. Vô. Đồ ổ mà, đồ nướng mà. Rồi rồi tôi. Nó bể ra nó xì ra như mực vậy hả? Đây nè, đồ này đồ ngon không nè, mấy thằng Bắc Kỳ mà nó gặp đây là nó cứ ghiền lắm à. Vui rồi, ngon thế. Không? Cái chân không? Ừ, chấm cái này nè, nó mặn nè. Ăn vô không chết đâu. Con này đực ha. Không, hồi nãy em thấy cái đầm trứng nhỏ xíu chú Sen, cái đầm trứng đó thôi. Anh làm sao mà em hỏi em làm sao mà sống được thịt mà để xíu nó cháy rồi. Được 4-5 tiếng đồng hồ gần từ tàn cục luôn rồi. Tại nó dai. Là cái thịt nó đỏ. Nó muốn mềm á là gùa hấp á. Ừ. Hấp á. Cái sầu lăng muối á nó mới mềm. Nó thấm từ từ nó mềm. Hấp muối nó mới mềm. Hấp hành nó gặp rộng như gà như mặt luôn. Bia. Nó đắng đúng không? Củ này nhát rồi. Mình đổ bia dưới á mình hấp á. Rùa mà dưới bia nãy. Rùa mà chơi hả chú Long? Rùa mà chơi hả? Găng muối, muối nó mềm. Mềm nữa. Tại anh Tư biết không, đậy kín lại nó lấy cái hơi nóng á. Nó bọc cái hơi nóng. Không, đáng lẽ hồi nãy mình phải quấn với bạn ở ngoài luôn. Nó mới hầm cái hơi ở trong. Nó ủ cái chất ẩm ở trong á. Thịt nó mềm. Cái này khi nó sôi lên á, nó bốc hơi hết rồi. Nó gút vào cái hơi nước hết. Cái đầu. Cái đầu tôi cũng làm đó. Cái đầu rồi, ngon nhất, cái cổ là ngon nhất á. Thục ra rồi. Lá gan nó đâu rồi ta? Ăn đi. Lá gan quất rồi. Lấy gan em mới nói không mà không nghe mà thấy bị ăn vậy. Trứng gùa đó, đó. Cái đó ngon đó. Cái đầm trứng á. Ăn đi, ngon trứng á. Chú Long quất cái đầm trứng à. Tăng cái này tốt siêu quá tiếp. Cái giòn sống nè.